tôi nói cho chị của Thiên Ma là tôi bắt là 200 Thiên Ma rồi, không phải một. Nếu mình bắt mình nhốt ở đâu hả? Đem hồ lô vô đốt bỏ, đốt hồ lô từ lửa. Sao mình không đem đi cho đi cải tạo gì đi, không cho mình đốt chi chú hai? Đó là cái gì bi hồ lô trong trống là rồi lửa không à? Tôi nói tôi lên nghe, mỗi lần này đen thì quánh cái nó ra tới được 4 phép 5 phép được. Về sát tự do lắm, áo sắc phục đàng hoàng. Chú hai ơi. Dạ. Hồi bữa hổm cái chị ở nước ngoài đó có nói chuyện với chú hai đó. Dạ. Thấy chú hai nói gì chị cũng rất là tuyệt vời. Ừ. Thử ra chị gửi cho chú hai 2 triệu. Dạ. Để chú hai uống nước, đi dọc đường, đi lụm đồ mũ đó chú hai. Dạ. Ừ. Chú hai. Này. Rồi, 2 triệu hai chú. Rồi, mời về là Phật mười phương chư Phật chứng tâm lòng của chúng sanh chỉ tên gì? Chị thôi. À, dấu tên đi. À, dấu tên ha. Rồi, được phước báo vô biên trường tồn. Nè. Bộ hổm mà nói cái vụ mà cái chị này đó chú hai nói vụ mà sư tử vàng gì đó chú thấy gì đó là có thể là làm nhiệm vụ gì quan trọng không chú hai? Chú hai có thể kể tiếp tục đi chú hai. Cái nhiệm vụ thì ở trên giao chứ đâu phải tôi giao bả rồi tôi biết. Có thể mình sư giả mình nhìn cũng như là sư tử là chuyển xuống phần căn là để lo tu hành. À. Rồi được trở về nói giờ bây giờ cũng như dầu các Phật thánh tiên cũng vậy, xuống trần gian là còn phải lo tu hành trả lời. Cái nhà, nghiệp quả thì trả nhau. Còn có làm nhiệm vụ gì quan trọng không chú hai? Cái đó là tùy theo cái chân linh, nó có mỗi người đều có chức vụ, nhưng người làm nhà, người làm nặng, người đi đánh giặc, người đi khảo sát chúng sanh, người chị bệnh tà ma quỷ, nó đâu phải là một loại. Rồi theo xuống sư tử của mẹ mẫu hả gì chú hai? Mẹ mẫu dân lĩnh. Rồi cậu hẳn là bao nhiêu sư tử xuống rồi chú thấy rồi chú hai? Bây giờ nói đây hàng vạn hàng thiên sư tử đó, không phải là, nhưng mà mỗi người đều nó mỗi cái cung nó khác nha. Cung trên trời nè, cung trời khác nè, cung thánh mẫu ở trên trời khác, rồi cung các vị tiên, tiên núi tiên tùm lum hết trơn. Đâu phải là một con sư tử, nhiều lắm hả chú ơi? Hàng vạn người á. Thì sư tử cái ông này giữ, sư tử cái bà kia giữ. Còn cái là Phật giữ lại dân phù Phổ Hiền Bồ Tát đó, cái người cởi sư tử, người cởi voi đó, đó là cũng là bên đệ tử Thông Thiên Giáo Chủ. Tôi nói luôn, Thông Thiên Giáo Chủ luôn hả chú hai? Thông Thiên Giáo Chủ là đám đệ tử của ổng, quýnh trận trong trận ông thua rồi bắt về mấy các vị đại tiên nó mới bắt thâu về cho cởi. Ai có nhân viên liều cởi vậy đó. Chỉ là sư tử vàng của mẹ mẫu này xuống đây là để xuống đây lại tu hành thôi, chứ không có làm nhiệm vụ gì trên hả chú hai? Có nhiệm vụ tu hành lại để trả cái nợ nhẹ, còn cái nặng là phải đầy đạ thân xác. Thường thì sư tử mình xuống hạ phàm thì nhiều cái trách nhiệm lắm đó nghe chú hai. Rồi sư tử là một kỳ lân lại, nếu mà kỳ lân xuất thái tức là vừa các vị vua ra đời đó. Chỉ cứ coi cái gia đình của chị này nè, con chồng vợ ba người. Nhưng ở nước nào? Ở nước Úc chú hai.
Cái này người khác đó, phải không? À, người đó đó, người nói chuyện với chú Hai đó. À. Được. Tốt không chú Hai? Tốt. Biết lo tu hành, tu hành được trở về. Trở về quê cũ rồi. Nhưng mà trở về là về trở về cái linh hồn, không phải đem về, ta đem phải thân xác. Chính Phật Thích Ca cũng về về linh hồn. Và các gì đó. Chỉ có hồn, cái hồn nó nói được thế gian cũng như mà mấy người nãy mà đốt như khói cần bừng đó. Ừ. Chứ không phải mà đem thân xác về về trở đi. Rồi ở trên thiên đó đem xuống mấy vạn quân rồi xuống xuống trần này đem về chảnh hết chưa chú Hai? Hả? À? Chú Hai nói bà hổm là có mấy vạn quân để là, bảo vệ chú Hai. Đó là theo phò. Chừng nào mà hết một tháng hay là 5 tháng, 10 tháng hết nhiệm vụ cái bắt đầu đưa tóc gắt xuống. Ừ. Trong, như ta phiên vậy đó. À. Chứ không phải là cái người ta trấn thủ. Ừ. Như thay phiên nhau để trấn giữ sát hữu của chú Hai ha. À. Không cho ai phá ha. Ba là một, bởi vì cái tôi chân mạng thiên tử vua mà à. Phải các vị tướng trời trừ ra các vị tướng trời xuống mà làm cho lợi dân lợi nước chứ điều hai trách nhiệm là mới có các chư thánh chư thần. Ừ. Toàn bộ không phải là một bên các vị tiên đâu, bên các bên mẹ Quan Âm đều. Mẹ Quan Âm thì giao cái bầu lên dược. Yeah. Tôi chỉ bệnh mà cải tử hoàn thanh trong các cái linh hồn đó. Đó. Rồi trở về thiên cung thiết pháp. Ta nó mời xuống đàng hoàng chứ không phải mà nói không nhào mình đi đâu. Rồi, ta xuống mời. Còn phải có cái giấy mời. Nhưng cũng như thế gian mà ông đi vô mà đi đám cưới mà có cái giấy mời vậy. À, cũng như là có cái lệnh mà lệnh mời cái thiệp mời đó. Cái thiệp mời đó là có ông mới vô cửa được, còn nếu ông không có là không cho được. Yeah. À, cái đó là cái chữ hay là cái lệnh bài chú Hai? Cái là chữ đó. Còn cái lệnh bài là phong sắc tướng sắc thần, cái lệnh bài tức là cái dạ bị trai nè. Oh. Nha, cái cộng có miền ngang có bê lớn nè cái bảng đó. Ừ. Đó tôi nói luôn từ bây giờ tôi trực tiếp làm cơ bản mà. Yeah. Bây giờ chức vụ trên trời tôi là thống soi cai quản các thần tiên là trên ngọc hoàng dưới là tôi. Dạ. Yeah. Vậy là miễn người nào mà có vô trong cái dự hội cái long thi đó là phải có thẻ bài nữa mới đi vô mới được hả chú Hai? Vô được không, ông có được cái thẻ bài nhưng mà phải có thiệp mời, cái thiệp nó mới được. Ờ, không phải giờ đâu. Ừ. Cũng như tôi nói tôi gọi gàng ở trên thiên định là muốn kêu một vị thánh vị thần cho trần gian trở về thì trên đó là cho hai sứ giả xuống, một văn một võ. Ừ. Văn là đọc cái chức vị, còn gió thì đứng hầu để lên là trách nhiệm. Ừ. Chứ không phải mà nói không phải như các vị thần non thần núi vậy. Thần non thần núi không có ông nào mà trở về thiên đình được. Ừ. Chức vụ nhỏ bây giờ nhiệm vụ họ mình không phải vì chê các vị thần đó, bây giờ người ta bổn phận ta có làm chuyện tiểu thần. Ừ. Đó. Còn những cái gì nào mà được lên trên chú Hai? Đi lên trên là mời. Mình trên mà những cái gì nào mà tu đức đạo ở dưới trần hay gì? Ở trần nhà trên đắc đạo, nhưng mà cái mới được hưởng là mời, nhưng nó có nhiều cái loại hưởng. Hưởng thứ nhất là ông này ông tu được thành công đắc quả. Nó nhận lệnh sức hồn mới trở về trời. Ăn trời vừa qua là một mới là vô qua bà Tây Dương Mẫu đó, bà là quả đầu tiên mới là thượng ăn, mới giờ vào mà hàng tiên ba. Ừ. Đó. Còn tôi nói hiền quả đầu tiên nó 9 năm 59 quả đầu tiên hả? À, tôi nói rồi là trên các thế gian là công các thần căn không có hiểu đâu, mò 3.000 năm nó chỗ bông.
ăn rồi 3.000 năm nó chỗ ra trái, cả 9.000 năm nó mới chín. Chín 9.000 năm mới chín trái. Quá trời lâu ha chú. Chú Hai có ăn được cái nào chưa? Trời ơi, tôi ăn hoài. Mỗi lần về trên thiên cung đó là ăn 3 trái. Nghe nói ăn cái trái đầu tiên đó là trường sanh bất lão đó nghe chú Hai. Bởi giờ hỏi tôi sao sắc diện tôi tốt đó, tôi hoài à. Dạ, chú Hai nhiêu tuổi rồi? Hôm nay 73 rồi. 73 mà còn tướng tốt gì luôn á. Bởi vì hàng chi, bởi vì ăn cắp, lúa mình ăn cắp hả? Đâu ăn có, gì, chú Hai? Mời thỉnh đàng hoàng đâu ăn cắp không có được. Vậy hả chú Hai? Bởi vì nó có cái gì nè, dư đại hội ăn. Dư đại hội ở trên ngọc đế là khác, rồi bên địa mẫu nó là khác, bên mẹ Quan Âm nó là khác. Mỗi người đều có cái cung riêng, nhưng mà có công chuyện gì họ hội họp lại, cũng như ở trên thiên đình đó, họp lại. Vậy trong một cái bàn đó có thể mình ăn được một người là khoảng hai trái, hai trái gì chú Hai? Các vị thiên tướng chỉ có một trái thôi, tôi chỉ có độc quyền tôi là ba trái. Chú Hai được ba trái. Còn những cái gì tướng khác ăn chỉ con trai thôi. Con trai. Còn khi nhiều tôi hỏi, ủa tại sao tôi ba trái mà mấy ông kia con trai? Bởi vì cái các vị thiên tướng trời trả lời mà ông là thống soái cả giữ ra các thiên binh thiên tướng cô đời. Trách nhiệm. Nói đúng là tôi nắm vững cao của hoàng cầu thế giới, chứ không phải như vậy đâu. Từ thế giới mà dưới địa phủ luôn. Bởi vì mới ưu tiên nha, chú ăn được ba trái. Rồi. Trên dạy học nè, thiên ma trên thiên ma nó có hai loại. Thiên ma nó tu. Còn thiên ma nó quậy là trần gian nó nhập vô thân xác nè. Nó khảo tâm khảo nghiệp trên nó phá cho. Tôi nói rồi. Nhìn xuống cái sắc hữu mình, nó mượn cái sắc hữu mình nó làm bậy làm bạ. Bậy bạ nhập vô. Giờ là chú Hai nhìn biết không? Là giờ tôi nói bây giờ trận gian rồi, bây giờ đang bị thiên ma quậy đó. Bây giờ bà hổm tôi lâu rồi cái vô tình tôi bấm sao chúng gian. Còn gian ra được tiếp là Lê Thanh đó. Nó quay rồi bắt đầu nó khóc, nó đi tu mà bị thiên ma dí quay rồi khóc. Bị gì ứng gian đó là còn cái phần hồn nó được như đâu có phép tắc mà chỉ con ta được, còn tôi đâu dám đợi gần tôi. Tôi nói cái chỉ của thiên ma là tôi bắt là 200 thiên ma rồi, không phải một. Đó mình bắt mình nhốt ở đâu hả? Đem hồ lô vô đốt bò. Đốt hồ lô tự lửa. Sao mình không đem đi cho đi cái tạo gì đi không cho được. Mình đốt chi chú Hai? Đó là cái gì bi hồ lô trong trống là rồi lửa không à. Tôi nói tôi lên nha, mỗi lần này đen thì quánh cái nó ra tới 4 phép 5 phép được. Còn giữ ta. Bởi vì ba cái dòng hồn dưới này có đâu có phép mình nhờ bị nheo. Thì xuống đây là hết phép rồi hai chú Hai? Đâu có phép, nhưng mà phép nhỏ xíu à. Còn kia cái phép đang bắt đầu á thì nó phun miệng nó phun lửa liền. Cái ầm cái tu gái tôi mở cái thằng bộ hồ lô ra. Thâu vô thì lửa tắt. Là bị thâu rồi. Ok, nếu mà mình có bình hồ lô đó là mình đọc cái thần chú như thế nào vậy chú Hai? Không có, cái này tôi không có đọc thần chú. Mình chỉ là mở cái nút ra thì bắt giật ra thì thâu vô. Đến bắt đầu mà vậy đó, chắc không phải hồ lô của chú Hai rồi. Nếu mà chùa hồ cái hồ lô ra có tiền giao. Giao mà phải cho mình cái thần chú mình bảo quản hồ lô mình đỡ gì có ăn cắp hay sao chú Hai? Không có ăn cắp được, bây giờ tôi mang mình có 3 cái hồ lô rồi. Nếu mà hồ lô mà ai mở ra nó cũng hút được cái hồn ma đó khi cụ chàng ăn cắp hút được tất cả luôn. Không được, không ai ăn cắp mà không ai biết sử dụng cái hồ lô. Chú Hai nói là mở nắp ra là nó hút vô rồi. Hút vô. Mà mình phải có câu thần chú gì đó. Không, tôi không có thần chú mà tôi chỉ biết mà nói là hô thâu thì nó hút vô vậy nè. Chứ không có xài thần chú. Ngộ ta.
rồi là một cái phép đó, một phép thứ hai là nó chỉ ra sẽ chỉ trên một cái trên trời, cũng như là trời mưa xuống đổ xuống mưa gầm 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 đổ ghen, bắt đầu tôi giật cái lấy cái gà để vô con thầu. Theo chú hai là có ba cái hồ lô đó, một cái hồ lô sử dụng cho cái gì vậy chú hai? Hai bộ hồ lô thâu. Thâu mà thâu cái yêu quái. Yêu quái. Còn cái hồ lô kia là mẹ Quan Âm là cái tử Hoàng Sanh. À. Là ba. Là hồ lô để đựng tiền đơn cái gì chú hai? À, không có bắt yêu. Còn cái hồ lô của mẹ Quan Âm là cái nước cam lồ. Ừ. Cũng như vậy đó, cũng như là tôi nói giờ nói thiên ma mà phải tôi nói cái đầu luôn rồi mới hiểu. Ừ. Hồi đó bắt đầu thiên ma xuống lúc đầu tiên á. Ừ. Tôi không biết một trầu ông giờ ông cũng giật mình, ông nô ông nằng ngựa có hai cái sừng lên, cái bắt đầu xuống đây cái bắt đầu hỏi ông là ai. Cái thiên ma nói tôi là thiên ma, nói, xuống đây có anh chị có chuyện gì không, nói mời thái tử về lên trên trời thuyết pháp. Thấy không, rồi nói đã rồi này, nói giờ ông mời ông nói ông có gì bằng chứng thì ông đưa cái giấy ra, cái giấy mời á. À, giờ về rồi có giấy mời tôi đi với ông. Ông nói giờ ông mời mà lên trển tôi không mời sao? Đúng rồi. Phải kẹt, phải có gì chứng minh cụ thể. Vậy chú hai có đi lên trển không chú hai? Đi lên trển đàng hoàng bắt đầu cái vô trong cung điện. Hắn cung nào thì ở theo cung đó, không phải đi ở chung lang bang. Thiên ma thở theo thiên ma. À. Rồi bắt đầu vô đàng hoàng rồi bắt đầu đi. Ở trên trển trong tuốt ở chợ gần trong cái tên nó có khi có như ghế vua vậy, bắt đầu kêu tôi lên trển. Ủa là cái ghế của ông rồi sao bây giờ tôi lên ngồi? Ừ. Này, tôi cho quyền ông cứ ngồi đi. Ừ. Thì tôi lên ngồi tôi thuyết pháp xong đàng hoàng bắt đầu nó lấy cái bầu cam lộ của mẹ Quan Âm tôi đẩy lại đây tôi nhúng ra tôi uống ba lần. Ừ. Thì nó bắn giống như trời mưa vậy đó. À, như bó bông vậy ha. À, bắt đầu ra đàng hoàng thì mặt có u có nần có ngượng vậy thì đẹp lại cũng như trần gian. À, cũng như là giải nước cam lộ là quỷ nó trở lại đẹp đẽ luôn ha. Thì đẹp đẽ lại nước cam lộ của mẹ Quan Âm mà. Ừ. Đó, tôi nói vậy đó, về mới về giờ các thiên ma nó mới là quy phục mình. Vừa thuyết pháp mà vừa được ra cho ta khỏi lớp mà cái ngạ quỷ. Thái tử thường thường là quánh võ thôi chứ đâu không được thuyết pháp luôn hả chú hai? À, thuyết pháp là thuyết pháp mà trong các cái linh hồn một ngày tôi xuất hồn về trở nên thuyết pháp trên thiên định á. À. À. Tôi giờ nửa văn dự nửa võ mà. À. Chú hai nói biết chữ văn rồi chú hai có thể biết võ không hả chú hai? À, võ trong giấc ngủ chứ dựng như ngày thường biết tôi bánh võ tôi đâu có biết. Tôi đâu có học là biết. Thái tử tá chúng mình mà mình không lẽ mình không có giá. À, chừng nào tá vô mình thì mới biết. Dạ. Yeah. Dạ, cũng như mình chuyên gia. Võ đó là nó giống võ Việt Nam mình không hả chú hai? Hả? À? Võ ở trên đó. Ở nó giống võ Việt Nam mình không? Thì cũng như các nó quấn theo có chúng mà có chặt có theo có quánh theo cái đường quyền. À. Thấy không, tôi nói gọi nó đẹp hơn đó. À. Mình không chú hai. À, bây giờ tôi quánh được tôi đâu có biết, tôi đâu có thấy. À, ông chỉ có người khác dòm vô mới thấy. À. À. Tôi có thể là chú hai kêu thái tử đó nhập về không rõ được không? Không được. Sao? Khi thái tử nhập vô là chuyện đại sự. À. Đại sự nó mà ổng mới sức đồ diện. Có chuyện là khẳng cấp đồ mới về được ha. Nhờ, chứ đâu phải mà muốn về đâu. Không phải như là mà như mấy người thế gian. Xác ông hổ này, ông kia, ông gắn kích gì rồi như là theo thế gian. Đã nhập bởi vì theo xác. Còn khi mà cô tôi muốn nhập về, chuyện đại sự mới về. Ừ.
Chú Hai ở trên lên thiên đình thuyết pháp, đó là thuyết pháp cho những cái trường hợp nào mà những gì nào nghe hả chú Hai? Đây là tôi nói rồi chúng sanh cũng chưa hiểu. À. Bởi vì tôi dạy là 2.000 tỷ cái linh hồn. Mỗi linh hồn á thì là một nước. Ừ. Đó. Còn nước nào, nước Tây, nước Mỹ, Maroc, Trà Già, Mani, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Campuchia, còn nhiều lắm rồi mà hay. Đó. Là mỗi lần về là 5.000 tỷ cái linh hồn. 5.000 tỷ. Ờ. Ngồi đó để cho chú Hai thuyết pháp. Không phải, rồi tôi nói giờ ra không phải mà nói gì vậy mà dễ đâu. Rồi đó, bắt đầu như tôi ở trong nhà á. Ở trên nó bay xuống ào à, thì cái người đại diện vô 5.000 tỷ nha, cái người ở ngoài sân. Ừ. Còn cái ông chánh á, thì vô nhà. Tôi hỏi ông là ai? Tôi ở nước Mỹ. Nói hồi nước Mỹ mà về đây có chuyện gì? Bây giờ tôi nghe trên trời là mở cái trường học. Tôi về đây xin thái tử cho tôi nhập học. Rồi nó nói vậy rồi được. Rồi bắt đầu tôi phải biến. Rồi xong đàng hoàng cái bắt đầu nói thái tử ơi, bây giờ tôi đau bụng quá, đau bụng mấy hàng triệu năm nay tôi đói quá đói rồi. Còn tôi biến cơm lên là 7 lần, mà 7 lần mà 7 cái kho cao lên cỡ 5 tầng giờ lầu à, cơm á, mà ăn cơm ngắn không à. Tiên cũng ăn cơm đó ha chú Hai, mấy cái vong hồn à, vong cái vong hồn ha. Mới vong hồn mình rồi ăn xong rồi bắt đầu biến 7 lần ăn xong rồi nó thấy thử rồi hỏi gì giờ tôi khát nước rồi. Cái tôi lấy cái bầu lên giường mẹ của ông, tôi quất 3 cái rồi mưa tầm tà cho nó uống. Nó uống xong rồi ba, uống xong rồi nãy giờ thái tử là tôi không có quần áo bận, bây giờ có chỗ trần không có. Mấy hàng triệu năm mà cái linh hồn á giờ chuồng được rồi, tôi biến 7 cái kho quần áo rồi cho nó bận. Là tại sao mà những cái linh hồn mà ở đó sao lên thiên được rồi? Bây giờ phải có người tài đức phước đức đem mới đưa được. Người có quyền hành chứ không phải mà tự lên ha, không phải tự lên, có phép đặt rồi đâu mà lên, có người giới thiệu ha. Rồi theo chú Hai thuyết pháp dạy đó là bà dạy những cái điều gì vậy, chú Hai? Giờ nói về chảnh thì bây giờ tôi nói đâu có nói được. Cái hồi có lúc mà ấn khẩu thành thơ vậy đó. Rồi theo những cái linh hồn đó sau này đi xuống học xong cái lớp học đó rồi xuống với trần gian mình hả chú Hai? Làm cái đó do trời đứng, chỉ tôi là vừa tôi đem về trở trời và vừa dạy, còn nữa xuống trần gian là không, là do Ngọc Đế với bà Địa Mộc. Thì cũng như là nó dài thì là lấp đời trả lời cho mấy người đi xuống cũng như là học cho nó thành thạo ha. Thành thạo chứ hỏi xuống trần gian mà không có phép tắc mà không biết chữ cái này chứ làm sao mà sử dụng, phải qua một cái lớp học. Tôi dạy 3 năm mà còn chưa nhúc nhích. 3 năm là tính ra trên thiên là với mình lâu lắm nha chú. Dạy 3 năm ở trên một ngày ở dưới này 1 năm. Ông tính đi, thì ngày ở dưới trần gian mình là 1 năm. 1 năm đó. Tính ra là nhiều lắm đó nghe. Chú Hai ơi, theo nhận biết á là những cái kho ngăn khố á là thường là ở gọi là dưới này ngân hàng,
là như là những cái kho khác á, là có thể là có người giữ hết là chú hai. Còn cái kho của địa mẫu này á, là người nào mà giữ cái kho ngân khố này vậy chú hai? Tôi nói nghe nghe, nó ở trên trời nó thiệt ngục ngà châu báu bỏ cứ không ai lượm. Tôi nói gọi luôn, ngục ngà châu báu vậy, nó coi trầm thường. Còn ở dưới trần gian thì nó ta kính trọng, ngọc ngà châu báu nó kính trọng. Là ai là người giữ ngân khố chỉnh này chú? Ở trên không có ai giữ chứ. Bỏ thí hay chưa? Bỏ thí vậy đó. Rồi thí dụ như mà có những cái trường hợp nào mà ăn cắp xuống chặn được không chú? Không được, không có ai đem xuống được chứ, không phải là dễ đem đâu. Đó. Còn ở dưới này cũng như thế, lập đời trả lợi là kho tiền lạng, đó là kho để kho vàng, nhưng mà nó chưa có ai xài được. Đấy là tượng trưng đó, chứ không có ai xài tới. Là cũng phải cũng có người giữ ha chú hai? Có các chư thần tới giữ. Thì giữ không lợi đó. Hả? Đâu có. Thì chư thần mình giữ không lợi, chư thần những cái nước ngoài á. Đâu có. Chư thần ở nước ngoài. Tôi nói thôi là cái nước ngoài gì vậy nè. Ông này giữ bây giờ giữ một cái kho tiền ha, ngọc ngà châu báu thì đã đóng cửa rồi, đâu có mở ra mà cho ông đấy. Còn tới mà gần lập đời trả lợi đó mới mở ra, mà mở ra không có ai xài, mở ra cũng như mình tượng trưng mà coi chứ không có ai xài chứ. Bây giờ trong cái kinh sách nói nuốt cấm người xa quá lâu, mà mấy ngàn triệu năm nay chưa còn mở, ai dám mà biện chứng là nó mở cửa điểm nào? Dầu tôi nói tôi chấp luôn các hàng giáo trục. Mấy ông tiên tri ông nói là cái lòng núi cấm á, toàn là đền vàng đá ngọc không đó. Đá ngọc tôi nãy giờ tôi nói luôn có, nhưng mà nó chưa biết cái địa thời kỳ nào mở đó. Thầy chú hai biết được không chú hai? Không, chú hai... tôi là thân cận của Ngọc Hoàng Thượng Đế mà còn chưa khai môn, mà chính đạo hảo nó khai môn. Nó chưa biết cách gì đó, chỉ thấy bà có lấy bà cánh sách của thầy để lại là cái tạo Đức Huỳnh Giáo Chủ là tạo khi quân, dám nói là lộ cơ pháp chưa tới mà đã lộ rồi hả? Lộ trước nói gì có tội không chú hai? Tội sao không tội? Xong mấy ông thiên cơ này nói ra là dữ lắm, nghe nước lớn nước ngập đồ cái bọn chết cái chảnh ơi chú hai. Ông nói là mọi nghe ngập, ông lấy gì bây giờ tôi dám chắc rằng nè, kêu ông đó ông nói ngập tới nó két giờ chân nào ông nước nó lên nổi ra tới muỗng két. Ông thà nhưng thằng nó dốc vô thôi, nếu mà nước lên tới muỗng két thì cái này mình tiêu trên tiêu qua chân không biển hết chân luôn, nó thành biển hết, không ai có chút sót người nào luôn. Không có sót nào, bởi tôi nói thảo thiên lập địa từ nữa mà lập đời trả lợi cây cối này là trở lại là bằng thẳng, không có muôn hố hầm hải gì vậy. Nghe mấy ông đạo nói là lập đời lợi, là lập đời lợi, cái thức lập lợi là như thế nào vậy chú hai? Lập đời do trời xác lập, là hả, là diệt cái loài người, hả, là như giết con loài người hết, diệt hết luôn hả chú hai? Giết hả, giết hết, giết con loài người mà giết loài thú luôn. Sao mà vậy ta? Vậy rồi ai là sống, ai là người sống ở trên trái đất này chú hai? Thì mới tạo ra một cái các cái linh hồn mà tôi dạy học đó ra xuống dưới, xuống trần gian nè, lập ra một cái đời mới. Vậy cái đời cũ nó bỏ hết trơn, bắt đầu cũ là tiêu diệt hết trơn, cũng như là đá xi măng gì tùm lum giờ bỏ là bỏ, đập ra trên nó chim là đi nổ ra thành cái khác. Mà cái chuyện này có khi nào mà tới không ơi chú hai? Tôi nói tới nhưng mà tôi nó không biết cái giờ nào ạ. Như là không biết năm nào tháng nào ha. Năm nào tháng nào. Bây giờ trong cái bên Đức Bình Giáo Chủ nói
Bây giờ ông hỏi lập đời mà sao lập đời không, chừng nào mà cái nước này nước kia nó quýnh tùm tới là cạn xong cạn chiến rồi tới bắt đầu tới nước Việt Nam mới lộ đình đại bắt đầu cắt nước mới tràn qua quýnh. Giờ thấy em nhà em đó mà nước này nó quýnh nước kia ha, hay là ở trên thiên với Việt, trên thiên không Việt mà người Việt, người với người Việt nhau. Việt là Việt cái gì không, ông có bom tử tôi có bom tử bắn vào ông bể nữa mà sụp đổ nữa rồi bên này cũng sụp đổ hết gì đâu chúng sanh Việt chứ đâu trời có Việt. Vậy là mình loài người, loài người Việt loài người, loài người Việt đứng nó đối thượng trời. Ông trời Việt bảo đồ tiên hiệp thường trời không quan ha.